Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, hơn 20.000 mét khối đất đá đổ ụp xuống quốc lộ 2 tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang đã được dọn dẹp một phần để thông đường cho xe cộ qua lại từ ngày hôm nay 3 tháng 10. Ngày 3 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2024 với chủ đề Bến Tre tầm nhìn hướng đông và tiềm năng phát triển bền vững. Dù giá vàng thế giới điều chỉnh nhẹ, nhưng tại thị trường trong nước, giá mua vào vẫn trơn tiếp tục tăng, thậm chí vượt giá vàng miếng SJC 200.000 đồng một lượng. Liên quan đến vụ hổ chết hàng loạt tại Đồng Nai vì cúm AH5N1, sáng nay Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết kết quả xét nghiệm những người tiếp xúc với hổ chưa có dấu hiệu bất thường. Xung đột Iran-Israel đang ngày càng vượt tầm kiểm soát sau đòn tập kích dữ dội của Iran và lời đe dọa đáp trả của Israel. Đây có thể sẽ là yếu tố dẫn đến cuộc chiến toàn diện tại khu vực Trung Đông. Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Pezeshkian cho rằng hệ thống vòm sắt của Israel không thể chặn được tên lửa đạn đạo Iran. Kính mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức 18 giờ hôm nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Để tiếp tục đảm bảo an toàn sau sự cố sạt lở, lực lượng chức năng tiếp tục giám sát các khu vực có nguy cơ cao và triển khai các biện pháp phòng ngừa như đào rãnh thoát nước, gia cố ta luy dương. Sau khi thông xe, lực lượng chức năng đã tổ chức điều tiết giao thông và giám sát chặt chẽ khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Tuyến đường chỉ được lưu thông một chiều và các phương tiện được giãn cách để đảm bảo an toàn. Đồng thời, các đơn vị liên quan cũng đang xây dựng kế hoạch dài hạn nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai có thể tái diễn, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện khi lưu thông qua khu vực này. Ghi nhận thực tế và theo dõi trên hệ thống đo mưa tự động cho thấy Hà Nội, Hà Giang và miền Bắc hầu như không có mưa, trời đã nắng ráo trở lại. Các chuyên gia khí tượng dự báo tình trạng thời tiết khô ráo ở miền Bắc có thể kéo dài đến ngày 8 tháng 10. Nhờ vậy, hoạt động giao thông, di chuyển sẽ thuận lợi hơn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng mưa đang di chuyển vào miền Trung. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và đông đảo nhà đầu tư. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết Bến Tre ưu tiên phát triển mạnh về hướng đông, với điểm nhấn là tuyến đường bộ ven biển kết nối giao thông liên hoàn thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Ngoài ra, quy hoạch còn có tầm nhìn chiến lược là khu lấn biển với diện tích khoảng 50.000 ha để mở rộng không gian và phát triển mạnh kinh tế biển. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng Bến Tre cần tập trung, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh hợp tác công tư, khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển, đẩy mạnh công nghiệp cơ khí, chế tạo, điện, điện tử, công nghệ thông tin, năng lượng mới, thúc đẩy các ngành dịch vụ chất lượng cao như logistics, cảng biển, du lịch sinh thái. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ cam kết hợp tác đầu tư cho 23 nhà đầu tư với tổng số vốn hơn 300.000 tỷ đồng và trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án. Trong đó đáng chú ý là dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới Mỹ Hóa ở thành phố Bến Tre có quy mô diện tích khoảng 48,7 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 5.500 tỷ đồng nhằm hướng tới mục tiêu thành phố Bến Tre trở thành đô thị loại 1 vào năm 2030. Sáng 3 tháng 10, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC tăng 100.000 đồng cả hai chiều mua bán vàng nhẫn lên 81,6 và 83 triệu đồng một lượng. Các thương hiệu như Doji, BNC, Bảo Tín Minh Châu, giá bán nhẫn trơn cũng được đẩy lên hơn 83 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá thu vào được neo quanh mức 82,2 triệu đồng, cao hơn 200.000 đồng một lượng so với vàng miếng SJC. Cùng lúc, giá vàng miếng bán ra thị trường vẫn đi ngang ở mức 84 triệu đồng. Ngược lại, chiều mua vào được SJC niêm yết 82 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý biến động lên xuống trong vài ngày gần đây và chưa xác lập xu hướng trở rộng. Hiện mỗi ounce vàng giao ngay neo quanh 2.657 đô la Mỹ, quy đổi theo tỷ lệ giá bán Vietcombank tương đương 79,6 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng hiện cao hơn thế giới 4,4 triệu đồng, còn vàng nhẫn là 3,4 triệu đồng.
sau khi lập đỉnh 2.685 đô la Mỹ một ounce, giá vàng quốc tế có xu hướng chững lại, trong khi đồng đô la Mỹ tăng mạnh. Chỉ số USD Index tăng 1,5% từ đầu tháng, kéo theo giá đô la Mỹ trong nước cũng tăng nhẹ trong vài ngày qua. Sáng nay, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 24.500 đồng ở chiều mua vào và 24.890 đồng ở chiều bán ra, tăng 150.000 đồng trong vài ngày qua. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cho biết sau khi có kết quả xét nghiệm hai mẫu bệnh phẩm hổ chết bất thường trong khu du lịch Vườn Xoài ở phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa do cúm AH5N1, ngành y tế tổ chức xét nghiệm 30 người có tiếp xúc với đàn hổ. Bước đầu, kết quả xét nghiệm chưa có dấu hiệu bất thường trên những người tiếp xúc. Hiện ngành y tế yêu cầu tiếp tục theo dõi sức khỏe ở những người đã tiếp xúc với đàn hổ. Cũng theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, sáng cùng ngày, đoàn liên ngành y tế, thú y tiếp tục làm việc tại khu du lịch Vườn Xoài để làm rõ thêm quy trình chăn nuôi, nguồn gốc thức ăn, xử lý môi trường. Trước đó, khu du lịch Vườn Xoài nuôi 42 con hổ và 2 con báo, trong đó 12 con hổ được nhập về từ Nam Phi. Sau đó đàn hổ sinh sản và tăng số lượng lên như hiện nay. Cụ thể, ngày 8 tháng 9 có 4 con hổ và 1 con báo chết bất thường. Liên tiếp những ngày sau đó đã có thêm những con hổ chết. Đến nay đã có 20 con hổ và 1 con báo bị chết. Trước khi chết, các con thú có triệu chứng chung là bỏ ăn, sốt, đi lại yếu. Sau khi xảy ra vụ việc, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, Cục Thú y đã gửi phiếu trả lời xét nghiệm đối với hai mẫu bệnh phẩm hổ lấy tại khu du lịch Vườn Xoài. Kết quả cả hai mẫu dương tính với virus cúm gia cầm H5N1. Ngày 1 tháng 10, gần 200 tên lửa lao xuống thành phố Tel Aviv của Israel chính là dấu hiệu rõ ràng nhất về kịch bản mà nhiều người lo ngại. Một cuộc chiến tranh khu vực thảm khốc đã ở ngưỡng bùng phát tại Trung Đông. Đây là cuộc tập kích lần thứ hai của Iran vào lãnh thổ Israel trong vòng chưa đầy 6 tháng. Hồi tháng 4, Iran sử dụng máy bay không người lái và tên lửa hành trình với thời gian phóng lâu hơn tấn công căn cứ quân sự Israel trên sa mạc Negev thưa vắng. Israel sau đó đáp trả nhẹ nhàng với cuộc tấn công đáp trả mang tính biểu tượng, giúp hai bên lùi bước khỏi bờ vực chiến tranh. Thế nhưng lần này Iran đã phóng loạt tên lửa đạn đạo, loại vũ khí nhanh hơn, uy lực hơn, khó đánh chặn hơn, chỉ mất khoảng 12 phút để lao tới lãnh thổ Israel kể từ lúc phóng. Các mục tiêu của đợt không kích dường như bao gồm những khu vực đô thị đông đúc. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc tấn công nói rằng Tehran không hiếu chiến nhưng sẽ quyết chống lại mọi mối đe dọa. Đây chỉ là một phần sức mạnh của Iran, đừng gây chiến với Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng tuyên bố Tehran đã hành động sau 2 tháng hết sức kiềm chế để tạo điều kiện cho lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Ông nhấn mạnh hành động đáp trả của Iran sẽ kết thúc trừ khi Israel không tiếp tục trả đũa. Về phía Israel, trên truyền thông địa phương, quan chức Israel mô tả cuộc tập kích tên lửa là lời tuyên chiến của Iran. Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngay trong đêm 1 tháng 10 cảnh báo Iran phạm sai lầm nghiêm trọng và sẽ trả giá vì đã phóng tên lửa vào Israel. Các nguồn tin giấu tên cho hay trong cuộc họp khẩn cùng các quan chức an ninh hàng đầu ngày 2 tháng 10, Thủ tướng Netanyahu đã xem xét phương án đáp trả Iran bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược như giàn khoan dầu hoặc tập kích các cơ sở hạt nhân nước này. Các vụ ám sát và tấn công vào hệ thống phòng không Iran cũng được xem xét, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Theo giới phân tích, dù đợt tập kích tên lửa mới của Iran gây tổn thất nhỏ, nhưng phản ứng của các lãnh đạo Israel đang làm dấy lên nỗi lo ngại về cuộc xung đột khu vực lan rộng. Nếu Israel vượt lằn trên đỏ bằng cách tập kích các cơ sở hạt nhân, Iran chắc chắn sẽ phải có hành động trả đũa quyết liệt hơn, khiến vòng xoáy xung đột Trung Đông càng trở nên khó lường và vô cùng tàn khốc. Trong cuộc họp nội các ngày 2 tháng 10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết trong vụ tập kích trước đó một ngày, còn gọi là chiến dịch lời hứa đích thực 2, hệ thống phòng không vòm sắt nổi tiếng của Israel đã không thể đánh chặn bất cứ tên lửa đạn đạo nào của Iran. Ông Pezeshkian cho biết cuộc tập kích một lần nữa chứng minh hệ thống vòm sắt của Israel mong manh hơn thủy tinh. Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran không muốn nhưng cũng không sợ chiến tranh, cảnh báo nước này sẽ đáp trả mạnh tay bất cứ sai lầm mới nào của Israel. Chiến dịch trả đũa mới nhất chứng minh Iran sẽ không bao giờ coi nhẹ danh dự và tự hào quốc gia. Hệ thống vòm sắt do hãng quốc phòng Rafael của Israel hợp tác với Raytheon của Mỹ chế tạo có tỷ lệ đánh chặn mục tiêu rất cao, nhưng chủ yếu đối phó với mục tiêu bay chậm, thấp và có quỹ đạo dễ dự đoán như tên lửa hành trình, máy bay không người lái UAV, rocket, đạn pháo và đạn cối. Hệ thống vòm sắt không được thiết kế để bắn hạ tên lửa đạn đạo.
Nhiệm vụ này được giao cho hệ thống phòng thủ tầm xa Arrow và tầm trung Davis Link.